Lời giải thích gây bức xúc của nhóm chụp ảnh cô gái thiếu vải trên đường Hà Nội xác minh làm rõ nhóm đối tượng đi thổi giá đất nền Hoãn xét xử 5 cầu thủ Hà Tĩnh mở tiệc ma túy Sự thật dần được hé lộ Tấn Việt có liên quan gì đến một hiệu trưởng vừa xin thôi chức? Tìm thấy cháu trai 6 tuổi ở Yên Bái sau 5 ngày mất tích trong rừng sâu Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 8, cơ quan công an ở tỉnh Bình Dương đã xác minh được danh tính nhóm người có liên quan đến vụ một cô gái đứng tạo dáng cho nhóm thanh niên chụp ảnh trên đường trong tình trạng không mặc gì, gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra, lấy lời khai về vụ việc. Về nội dung của buổi làm việc, bước đầu nhóm người chụp ảnh cho cô gái không mặc gì trên đường thừa nhận vụ việc diễn ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn ranh giới giữa huyện Bầu Bàng và thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhưng do khu vực đồi cao su nên không xác định chính xác vị trí chụp ảnh thuộc địa bàn nào. Theo tường trình của những người này, sự việc xảy ra cách đây hơn 6 tháng, khi đó họ đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương theo đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi tới đoạn có vườn cao su đang thay lá, họ dừng xe lại và cô gái đứng tạo dáng để chụp ảnh nghệ thuật. Sau khi hình ảnh bị phát tán, nhóm người này đã lập tức liên hệ với cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Dương để giải trình qua điện thoại, sau đó trực tiếp đến làm việc. Liên quan đến làn sóng giá đất nền tăng cao kỷ lục ở một số huyện ngoại thành trong thời gian qua, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp với cơ quan công an thu thập, xác minh nghi vấn có nhóm đối tượng kích sóng đất nền thông qua các phiên đấu giá đất. Theo vị lãnh đạo trên, việc đấu giá đất do cấp địa phương tự tổ chức nhưng vẫn cử cán bộ theo dõi các phiên đấu giá đất vùng ven ở các huyện Đan Phượng, Thanh Oai và Hoài Đức. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng một số lô đất được trả giá cao vọt lên gấp nhiều lần trong các phiên đấu giá đất. Thực tế, giá trung đấu giá đất các huyện vùng ven Hà Nội liên tục đội lên, phiên sau luôn cao hơn trước. Trước thực tế trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp với cơ quan công an xác minh nhóm đối tượng kích sóng đất nền qua các phiên đấu giá. Lý do bởi tình trạng giá trúng đấu giá đất qua các phiên liên tục bị đẩy lên sẽ có tác động khiến đất nền vùng ven ngoại thành Hà Nội bị đẩy lên, tiềm ẩn bất ổn định cho thị trường bất động sản. Trước đó ngày 28 tháng 7, huyện Đan Phượng đã tổ chức đấu giá 85 lô đất ở các xã Đan Phượng, Hạ Mỗ và Phương Đình. Phiên đấu giá này có tới 1.252 bộ hồ sơ nộp tham gia đấu giá. Kết quả có lô đất tại xã Hạ Mỗ được trả giá lên 99,2 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này khiến nhiều người bất ngờ vì quá cao với thực tế. Sau phiên đấu giá trên, ngày 10 tháng 8 vừa qua, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục sụp sôi khi phiên đấu giá 68 lô đất ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai có tới khoảng 1.600 người nộp 7.000 bộ hồ sơ vào tham gia đấu giá. Kết thúc phiên đấu giá, lô đất góc có giá trúng cao nhất là hơn 100,5 triệu đồng một mét vuông. Hầu hết các lô đất có giá trúng từ trên 80 đến 90 triệu đồng một mét vuông. Lô trúng thấp nhất là 63,5 triệu đồng một mét vuông. So với giá khởi điểm, giá các lô trúng ở xã Thanh Cao đã cao gấp từ 5 đến 8 lần. Chưa dừng lại ở mức giá trên, phiên đấu giá 19 lô đất ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức với hơn 1.100 bộ hồ sơ gửi tham gia trả giá mới đây tiếp tục làm nóng bỏng thị trường. Phiên đấu giá này trải qua 9 vòng đấu, kéo dài trong suốt 19 giờ đồng hồ từ 9 giờ ngày 19 tháng 8 đến 4 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 đã lập kỷ lục mới về giá đất nền ở ngoại thành Hà Nội. Cụ thể, giá trung đấu giá cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng một mét vuông đối với LK03 12 là thửa ở góc có 3 mặt tiền, rộng hơn 113 mét vuông so với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng. Lô đất này đã được nhà đầu tư trả gấp hơn 18 lần. Hai lô đất có giá trung đấu giá cao thứ hai là LK03 6 và LK04 6 lên đến 127,3 triệu đồng một mét vuông 14 lô còn lại có giá trúng đấu giá từ 97,3 triệu đồng đến 121,3 triệu đồng một mét vuông Có hai lô trúng có giá đấu giá thấp nhất cũng lên đến 91,3 triệu đồng một mét vuông Đáng chú ý tại các phiên đấu giá trên nhiều hội nhóm môi giới bất động sản cũng có mặt bật chế độ phát video trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội để tường thuật không khí xung quanh khu vực đấu giá nhằm mục đích thổi giá đầu cơ kiếm lời Chiều 20 tháng 8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử đối với 5 cầu thủ từng thuộc biên chế của câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sự thật đằng sau câu chuyện này dần được hé lộ. Nhóm cầu thủ này gồm tiền vệ Đinh Thanh Trung, 36 tuổi, thủ môn Dương Quang Tuấn, 28 tuổi, tiền vệ Nguyễn Trung Học, 26 tuổi, trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng, 22 tuổi và tiền vệ Nguyễn Văn Trường, 21 tuổi. Tuy nhiên, sau phần kiểm tra căn cước, thẩm phán thông báo hoãn phiên tòa do luật sư của bị cáo Dương Quang Tuấn vắng mặt. Việc hoãn này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Phiên tòa sẽ mở lại ngày 27 tháng 8. Theo cáo trạng, ngày 4 tháng 5 tại phòng 501, khách sạn BM, thuộc tổ dân phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Nhóm 5 cầu thủ trên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng với 5 cô gái. Trong số này có một cô gái 17 tuổi các bị can thống nhất góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng trong đó đinh thanh trung là người chủ mưu thông báo địa điểm trực tiếp đi lấy ma túy cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy và rủ người khác đến sử dụng cùng dương quang tuấn là người trực tiếp liên hệ mua và đi lấy ma túy chuẩn bị công cụ đồ vật để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trực tiếp xào ma túy ketamin cho người khác sử dụng đưa ma túy cho người khác sử dụng nguyễn trung học là người chuẩn bị nước ngọt để pha chế ma túy đưa ma túy cho người khác sử dụng và cũng rủ một người khác đến sử dụng cùng. Nguyễn Ngọc Thắng là người chuẩn bị công cụ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa ma túy cho người khác sử dụng và là người chuẩn bị nước ngọt, đồ vật để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện tại vẫn chưa có án phạt nào được đưa ra về vụ việc trên. Thế nhưng, Đinh Thanh Trung và Nguyễn Ngọc Thắng được đánh giá có những thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định. Đinh Thanh Trung là cựu tuyển thủ quốc gia, và từng giành quả bóng vàng Việt Nam 2017. Trong khi đó, Ngọc Thắng từng là sao mai triển vọng, nhiều lần được triệu tập lên U23 Việt Nam. Năm cầu thủ này hiện đang bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cấm thi đấu vô thời hạn. Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành quyết định cho phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh thôi giữ chức vụ hiệu trưởng trường đại học luật theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 19 tháng 8, đồng thời giao phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Tiến Việt Phó hiệu trưởng nhà trường làm phó hiệu trưởng phụ trách cho đến khi có quyết định mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh là hiệu trưởng đầu tiên từ tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội kể từ khi trường này được thành lập, trước đây là khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, suốt 24 năm gắn bó với công tác giảng dạy, sự nhiệt thành, tâm huyết của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh đã truyền lửa đam mê, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và 18 năm gắn bó làm công tác quản lý, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh đã cùng với các cộng sự xây dựng được bộ khung chiến lược phát triển nhà trường, đồng thời đã đưa thương hiệu trường đại học luật lên tầm cao mới. Tuy nhiên, sau khi đăng tải thông tin, nhiều bình luận cho rằng việc xin từ chức của Tiến sĩ Quế Anh liệu có liên quan đến sự việc lùm xùm của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang. Được biết, ông Vương Tấn Việt có nghi vấn chưa tốt nghiệp cấp 3, dùng bằng giả nhưng đã bảo vệ luận án tiến sĩ thành công vào tháng 9 năm 2021, đồng thời có bằng tiến sĩ chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 năm. Trong khi theo quy định của pháp luật thì thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là tương đương 3 đến 4 năm học tập trung tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo và trình độ đầu vào của người học. Nhưng nơi ông Việt được đào tạo và cấp bằng tiến sĩ luật là Trường Đại học Luật Hà Nội chứ không phải Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Do đó, việc tiến sĩ Quế Anh thôi chức vụ hiệu trưởng không liên quan tới sự việc của ông Việt. Năm 2017, ông Vương Tấn Việt trúng tuyển văn bằng 2 khóa 1, trình độ đại học luật, hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội mở tại Trường Cao đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh. Hai năm sau đó, ông được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân với loại giỏi và tiếp tục trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B. Đến năm 2021, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Trưa 21 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái cho biết, cháu DVL 6 tuổi trú xã Lâm Giang đã được tìm thấy lúc 10 giờ sau 5 ngày đi lạc trong rừng. Theo đó, cháu DVL được một người dân tìm thấy trong rừng thuộc địa bàn xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, cách vị trí mất tích khoảng 20 km. Ngay sau đó, cháu L được đưa đến trạm y tế để chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái cho biết, qua kiểm tra ban đầu Sức khỏe cháu trai ổn định, đây quả là kỳ tích sống sót sau 5 ngày 4 đêm của cháu. Trước đó cháu DVL cùng gia đình đi ăn dằm tháng 7 tại nhà họ Hàng, trên đường trở về nhà, cháu L cùng 8 người bạn dừng chân tại khu vực đồi sau nhà hái quả. Tuy nhiên sau đó cháu L một mình rẽ sang đi hướng khác và từ đó không thấy đâu. Người nhà cùng người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 150 người gồm công an, quân đội dân quân tự vệ, gia đình cùng người dân tham gia tìm kiếm cháu trai suốt 5 ngày qua. Ngoài việc tìm kiếm tại các địa điểm hố sâu, hang đá, khe suối, giám sát qua các camera dọc tuyến tỉnh lộ 164, lực lượng chức năng còn hút cạn một ao nước gần khu vực cháu L mất tích để tìm kiếm. Theo thông tin của lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái, vào trưa ngày 19 tháng 8, tại km 4+800 đường quốc lộ 32C với IC12 cao tốc nội bài Lào Cai, địa phận thôn Ngòi Đông, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm trên, xe ô tô con mang biển kiểm soát 29A 3714X do anh Trần Tiến Ngờ ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điều khiển di chuyển theo hướng cầu Giới Phiên, IC12. Trên xe có hai người là ông Nguyễn Đức Hợi và bà Nguyễn Thị Luận, cùng có hộ khẩu thường trú tại Yên Bái. Khi xe ô tô đi đến khu vực vòng xuyến, thì bị chiếc xe máy phân khối lớn mang biển kiểm soát 69A100416 do Vũ Thị Thêm, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú ở An Thịnh, Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh điều khiển theo hướng đường Âu Cơ, cầu Tuần Quán đi với tốc độ nhanh đâm trúng. hậu quả làm ba người bị thương, gồm hai người trên ô tô và lái xe mô tô, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo camera của nhà dân ghi lại, chiếc xe máy phóng nhanh qua ngã tư và đâm vào ô tô trong vòng xuyến. Sau cú đâm cực mạnh của chiếc xe máy phân khối lớn, xe ô tô bị lật nhiều vòng, vỡ nát phần thân xe. Xe máy thì bị hư hỏng nặng phần đầu. Được biết, Vũ Thị thêm học lái tại trường trung cấp nghề Châu Hưng, tỉnh Hưng Yên và có giấy phép lái xe hạng A2 do cơ quan có thẩm quyền cấp vào ngày 24 tháng 4 năm 2024. Sau vụ tai nạn, lực lượng kiểm tra hai lái xe không vi phạm nồng độ cồn và ma túy khi điều khiển phương tiện. Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 8, đại diện công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đơn vị nắm được các nội dung trên TikTok tố bệnh viện ca mỗi lần xạ trị bệnh nhân mất 200.000 đồng và đang vào cuộc xác minh. Theo đó, trong các clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây, một người vừa khóc vừa cho rằng bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội gây nhiều đau khổ cho bệnh nhân khi chi phí điều trị xạ trị 200.000 đồng mỗi lần và việc ưu tiên bệnh nhân đi cửa sau. Người này còn ám chỉ rằng tình trạng tương tự cũng diễn ra tại cơ sở 3 Tân Triều. Bệnh viện ca sau đó phát thông cáo báo chí liên quan các thông tin vu khống, bịa đặt sai sự thật về bệnh viện đang lan truyền trên mạng xã hội. Thông báo nêu rõ chị DTT đến bệnh viện ca cơ sở 2 tại Tam Hiệp phát phiếu, kêu gọi bệnh nhân đến nhận đồ ăn từ thiện và quay phim người bệnh đang điều trị. Điều này vi phạm quyền riêng tư của người bệnh và các quy định về tổ chức phát quà từ thiện tại bệnh viện. Khi bị bảo vệ phát hiện mời ra khỏi khuôn viên, chị này có những hành động phản cảm, lớn tiếng chửi bới và thách thức nhân viên bảo vệ gây mất trật tự tại bệnh viện. Sự việc sau đó được báo cáo lên công an xã Tam Hiệp và công an huyện Thanh Trì để xử lý kịp thời. Sau sự việc, chị DTT tiếp tục tạo dựng và đăng tải thêm nhiều video, clip với nội dung sai lệch về việc mình bị hành hung kèm theo những lời lẽ xúc phạm nặng nề với đội ngũ bác sĩ và lãnh đạo bệnh viện K. Đại diện bệnh viện nói những thông tin bịa đặt đã gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bệnh viện, cản trở công tác khám chữa bệnh hàng ngày. Bệnh viện K đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Bộ Y tế và đang phối hợp tích cực với cơ quan chức năng để điều tra và xử lý theo đúng quy trình pháp luật. Tất cả các diễn biến vụ việc xảy ra đều được camera tại khuôn viên bệnh viện K. Cơ sở hai tam hiệp ghi lại. Những bằng chứng này cùng với biên bản hiện trường được nộp lên cơ quan chức năng chứng minh rằng các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt và mang tính chất vu khống. Bệnh viện ca khẳng định mọi hoạt động của bệnh viện từ trước đến nay đều được tổ chức, quản lý và giám sát chặt chẽ theo các quy định pháp luật và các cơ quan chức năng liên quan. Các quy định về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp luôn luôn được thực hiện nghiêm túc với khung giá và niêm yết dịch vụ khám chữa bệnh công khai theo quy định của bộ y tế đại diện bệnh viện ca nói và cho biết chúng tôi gửi đơn trình báo và tố giác hành vi vi phạm đến các cơ quan quản lý liên quan vụ việc đang được xử lý theo đúng trình tự pháp luật bảo vệ quyền lợi và uy tín của bệnh viện Ngày 20 tháng 8, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 800 700 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phong An, huyện Phong Điền. Cụ thể, dẫn lời lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố đối với Trần Nam Trung, sinh năm 1978, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vì gây tai nạn chết người. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại km 800 cộng 700 quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong An, huyện Phong Điền. Chiếc xe đầu kéo do anh Lê Hữu Tráng, sinh năm 1976, chú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế lái, đang quay đầu thì bị kẹt lốp không di chuyển được, nằm chắn ngang đường. Anh Tráng phải nhờ xe cẩu do tài xế Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1986, chú Yên Thế, Bắc Giang, điều khiển cùng phụ xe Lê Văn Hoàng, sinh năm 1974, chú Phường Kim Long, thành phố Huế, cứu hộ anh Nguyễn Thành Phong và anh Cao Phi Ái cùng sinh năm 2000, chú xã Bình Thành, thị xã Hương Trà cũng tham gia việc này. Trong lúc họ đang cẩu xe thì Trần Nam Trung lái ô tô con chạy tới tông vào gây tai nạn. Anh Cao Thi Ái thiệt mạng tại chỗ, anh Nguyễn Xuân Toàn bị thương ở vùng vai và chân, anh Lê Văn Hoàng bị gãy chân phải, anh Nguyễn Thành Phong bị chấn thương đầu, anh Lê Hữu Tráng bị thương vùng bụng, Trần Nam Trung bị thương ở đầu và vùng bụng. Sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định Trần Nam Trung là trung tá, đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Hương Trà đã điều khiển xe ô tô 75A27251 điều khiển trong tình trạng có sử dụng bia rượu ở mức cao. Hiện tại Trần Nam Trung đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tước quân tịch, khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực phân luồng giao thông tuyến đường Hoàng Sa trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng sau vụ tai nạn khiến một người đi xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe khách. Trước đó lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo một người bị mắc kẹt dưới gầm ô tô khách du lịch loại 45 chỗ ngồi trên tuyến đường Hoàng Sa, khu vực gần chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà. Trung tâm liền điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Sơn Trà và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất 2 ô tô chuyên dụng đến giải cứu. Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn xác định người bị nạn đang mắc kẹt dưới gầm phía sau xe khách trong tình trạng đa chấn thương. Họ tổ chức cố định xe khách, sử dụng thiết bị gối hơi túi nâng, kích thủy lực để nâng gầm xe khách, tạo khoảng hở để cứu nạn nhân. Sau khoảng 10 phút, đội cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra an toàn và được lực lượng y tế sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện. Thông tin ban đầu, nữ du khách bị nạn mang quốc tịch Hàn Quốc, 32 tuổi. Khi chạy xe máy, cô ôm cua thì bị ngã, lao vào gầm xe khách.